Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện của thành phố Hà Nội. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng đã ghi nhận dấu ấn trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và đối tượng chính sách. Kết quả thể hiện trên địa bàn đến nay không còn hộ nghèo. Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đóng góp vai trò quan trọng trong huy động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đưa Đan Phượng trở thành huyện đầu tiên của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đại hội đã tiến hành hiệp thương, dân chủ, cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng khóa 20 gồm 55 đại biểu, biểu dương những kết quả Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng đạt được. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị đơn vị cần tiếp tục đổi mới nhận thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác khóa tới.